Chào mừng các em đến với bài học trực tuyến lớp 4. Tiết tập đọc hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về bài thơ Chuyện cổ nước mình của nhà thơ Lâm Thị Vĩ Dạ. Bài thơ nói về tình cảm của tác giả dành cho những câu chuyện cổ tích Việt Nam. Chuyện cổ tích là một thế giới riêng, nơi cái thiện luôn chiến thắng cái ác, nơi những điều tốt đẹp đang chờ đón tất cả chúng ta. Nội dung của bài thơ như thế nào? Cô mời các bạn cùng lắng nghe cô đọc ba bài thơ nhé. Chuyện cổ nước mình. Tôi yêu chuyện cổ nước tôi, vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa. Thương người rồi mới thương ta, yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm. Ở hiền thì lại gặp hiền, người ngay thì được Phật tiên độ trì. Mang theo chuyện cổ tôi đi, nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa. Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa, con sông chảy cỏ rặng dừa nghiêng soi. Đời cha ông với đời tôi, như con sông với chân trời đã xa. Chỉ còn chuyện cổ thiết tha, cho tôi nhận mặt ông cha của mình. Rất công bằng, rất thông minh, vừa độ lượng lại đa tình, đa mang. Thị thơm thì giấu người thơm, chăm làm thì được áo cơm cửa nhà. Đẽo cày theo ý người ta, sẽ thành khúc gỗ, chẳng ra việc gì. Tôi nghe chuyện cổ thầm thì, lời ông cha dạy cũng vì đời sau. Theo Lâm Thị Mỹ Dạ. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về một số từ khó trong bài. Độ trì. Đức Phật tiên sẽ luôn cứu giúp và che chở cho người. Độ lượng. Rộng rãi, dễ tha thứ cho người khác. Đa tình. Giàu tình cảm. Đa mang. Lo lắng, quan tâm đến nhiều người, nhiều việc. Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa, ý trong bài đã có biết bao thay đổi diễn ra từ xưa đến nay. Nhận mặn, nhận ra bản sắc dân tộc, truyền thống tốt đẹp của ông cha. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng trả lời cho các câu hỏi tìm hiểu nội dung bài. Câu 1. Vì sao tác giả yêu chuyện cổ nước nhà? Theo ý các em, tác giả yêu chuyện cổ nước nhà vì chuyện cổ nước mình giàu lòng nhân ái và ý nghĩa phản ánh cuộc sống rất sâu xa. Chuyện cổ cũng giúp thế hệ đời sau tiếp nhận những phẩm chất quý báu của cha ông như lẽ công bằng, sự thông minh, lòng độ lượng, tình nhân ái bao la. Đồng thời, chuyện cổ đem lại cho chúng ta hôm nay những lời dân dạy cực kỳ quý báu của cha ông về những phẩm chất tốt đẹp cần có trong cuộc sống. Đó là lòng nhân hậu, vị tha, lòng độ lượng, bao dung, chăm chỉ và ăn ở hiền lành, phúc đức. Câu 2. Bài thơ gợi cho em nhớ đến những chuyện cổ nào? Bài thơ gợi cho em nhớ đến chuyện cổ tích Tấm Cám. Thị thơm thì giấu người thơm, chăm làm thì được áo cơm cửa nhà. Nàng Tấm nhân hậu đã có cuộc sống hạnh phúc. Và câu chuyện đẽo cày giữa đường, đẽo cày theo ý người ta sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì. Câu chuyện khuyên con người phải có chủ kiến riêng của mình, đừng cứ việc gì đều nghe theo người khác, sẽ không thể nào thực hiện được tốt điều mà mình muốn. Câu 3. Tìm thêm những chuyện cổ khác thể hiện lòng nhân hậu của người Việt Nam ta. Cô giới thiệu với các bạn một số câu chuyện nhé. Như câu chuyện Sự Tích Hồ Ba Bể, Nàng Tiên Ốc mà các bạn đã học, hay chuyện Sọ Dừa, chuyện Thạch Sanh, Trầu Cau, đều là những câu chuyện cổ của Việt Nam thể hiện sự nhân hậu của con người trong cuộc sống.
Câu số 4. Em hiểu ý hai dòng thơ cuối bài như thế nào? Tôi nghe chuyện cổ thầm thì, lời cha ông dạy cũng vì đời sau. Hai câu cuối bài, ý nói chuyện cổ chính là lời cha ông răn dạy con cháu đời sau về lẽ sống, về tình thương, về nhân cách, về đức độ, sự cần cù, lòng nhân ái, cho đời sau rèn luyện để có được những đức tính ấy. Chúng ta đã trả lời xong các câu hỏi của bài. Vậy em biết nội dung chính của bài thơ là gì không? Bài thơ ca ngợi kho tàng chuyện cổ của nước ta. Đó là những câu chuyện vừa nhân hậu, vừa thông minh, chứa đựng những kinh nghiệm sống vô cùng quý báu của cha ông ta. Bây giờ, chúng ta cùng bước sang phần luyện đọc. Các em cần đọc bài với giọng đọc thong thả, trầm tĩnh, sâu lắng, ngắt giọng ở các câu thơ cần đa dạng, phù hợp với nội dung từng câu. Như câu, tôi yêu chuyện cổ nước tôi, vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa, thương người rồi mới thương ta, yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm. Các em đã nắm cách đọc và nội dung của bài. Hãy học thuộc lòng bài thơ và tập trả lời các câu hỏi nhé. Chúc các em học tốt. Chào tạm biệt.